các bạn. Hôm nay mình không có đi ra ngoài được các bạn, không có làm clip câu cá săn bắt cho các bạn xem được. Hôm nay mình làm cái clip để gửi trong xe để mình mới đi về nè các bạn, để mình diệt khuẩn các bạn, làm đúng theo cách 5K để phòng chống Covid nha các bạn. Thì hôm nay mình không có ra ngoài được, không có làm những video săn bắt hay câu cá cho các bạn xem được. Hôm nay mình làm để video này cho các bạn xem nha các bạn. Nếu các bạn thấy video này hữu ích hãy nhớ chia sẻ cho bạn bè anh em cùng xem nha các bạn. Hãy nhớ đăng ký like ủng hộ mình nha các bạn. Và bây giờ các bạn nhìn xem mình coi mình làm như thế nào nha các bạn. Đây nha các bạn, bây giờ mình thì nhà luôn lúc nào cũng phải có cái còn chơi còn nha các bạn. Chơi còn thì mình xịt diệt phấn cái này các bạn. Bây giờ cái xe này bị mình đi ra ngoài các bạn. Mình đi ra ngoài thì những cái con virus các bạn bám vô xe này các bạn. Thì bây giờ mình phải xịt các bạn, xịt đây. Mình xịt nó các bạn. Đấy các bạn, xịt hết lên các bạn. Bởi vì mình đi ra ngoài đường các bạn thì cái con virus nó bám vô xe này. Mình xịt hết luôn. Chịt đủ các bạn, đi nó bám vô xe thì nó sẽ vô trong nhà mình, hay là mình con em mình ở nhà các bạn nó đụng vô thì nó sẽ bị virus nha các bạn. Chịt hết lên các bạn. Bạn con ấy các bạn về các bạn lấy nước các bạn tạt sơ đi thì các bạn tạt thì nó cực à, cái này mình xịt về cho nó là ok lắm nha các bạn. Mình xịt hết lên. Ok, cái khử trùng này cũng ok các bạn. Đấy. Bạn lau sơ lại luôn cũng được các bạn. Đấy, lau sơ. Còn để mình để cho nó ráo sơ các bạn. Này những cái tay cầm nè các bạn, tay cầm nè, kín nè, lau đi. Nó xong rồi mình phải đẩy vô nhà nha các bạn. À, những chiếc xe này là có thể nó bị đi mình đi ra đường các bạn. Thì những cái virus các bạn nó bám vô đây nha các bạn. Đấy, nó bám vô đây thì mình về mình phải cần xử lý nó các bạn. Để không mình về mình bóc nó, mình bóc mình đụng tới nó như này các bạn. Hay mình về mình đụng về thì mình chạm vô tay mình, rồi ta chạm vô người mình. Đó. Thì nó sẽ bị lây bệnh nha các bạn. Đó, cách xử lý tốt nhất cho xe yêu của mình nha các bạn. Thì nhà nào cũng phải có cái xe nha các bạn. Nhà nào cũng phải có cái xe hết. Mình làm như vậy thế này để cho nó an toàn hơn nha các bạn. Thế rồi mình để cho nó ráo, cho nó ấy vô rồi một lát mình đẩy vô nha các bạn. Rồi bye bye các bạn nha. Các bạn hãy nhớ đăng ký ủng hộ mình các bạn. Đăng ký xe mọi người cùng xem nha các bạn. Bye. Hẹn lại các bạn những video sau nha các bạn. Thank you.